Đây là được bao nhiêu năm rồi chú? Đây thì hôm nay con tới đây là trước tiên là hỏi thăm sức khỏe chú. Cái thứ hai là có một cái món quà này tặng chú, chị vào đây xong em hướng dẫn chị luôn. Người do luôn, tức là bây giờ ấy, tặng chú là có một cái này là cái thiết bị này để nó kích âm ra để khi chú thổi sáo đó thì nghe nó sẽ lớn Nó hơn, vang vang nó vậy hả? vang lên và đỡ mất sức. Thì nó rất là nhỏ nhẹ và con đã lựa rồi, thì hôm qua con lấy về thì con sạc pin và con thử. Thì đây là cái tai nghe mà cắm cái có một cái là không dây và một cái là có dây. Bây giờ sẽ tháo ra gắn rồi hướng dẫn chị với cả chú để sử dụng. Thì thường là chị sẽ coi về chị sạc pin cho chú. Là đây thì em đã sạc Cái đầy đó là rồi. dây đeo. Cái này thì là dây đeo. Dây đeo thì đây chắc mình gắn luôn đi nhỉ. Để ở đây xíu rồi mình sẽ gắn cái dây này. Bây giờ bây giờ bật cái này lên trước đã để thử đi, test thử. Rồi, mình bật cái này lên và cái mic này đây chú sẽ xài cái mic này. Có hai mic, một cái là gắn dây một cái là không dây. Cái này là không có dây. Không có dây. Thì giờ mình bật lên là nó có cái phím với có công tắc lên đây này, chị bật cái này lên là nó lên. Đó. Đúng rồi, đúng rồi, nó như cái loa đấy. Thì bây giờ đấy ông nói đi. Chú nói đi, chú nói đi. Một, hai. Đó. Nó đeo vậy đó. Nó vậy hả? Đó, bà nói đeo vậy. Giống như trong chỗ quay phim vậy. Biết rồi, biết rồi. Đó, bà nói đeo một, hai. Đấy, bây giờ khi nào xong để ấy xong thì bây giờ đấy là cái này vì con dám tìm mua cái loại rất là nhẹ cho chú, đúng không? Tức Bán là nó sầu riêng cái rất là nhẹ vì là thấy chú đã phải mang cái kia nó nặng rồi, đúng không? Nên là con tìm. Mang cái nào? Tức là chú phải mang Cái 150 bó nhang thì đi là nó cũng nặng nề đúng không? Nên là cái này thì họ bảo hành cái này dây này để mình theo cữ mình dài ngắn. Dây mà dài ngắn nào đấy thì đấy. Ví dụ cái đây thì đây chú, một là đeo, hai là cái này là để dắt vô thắt lưng ra này, cái này dắt dắt vô dây lưng ra đó. Còn đó, ví dụ như cái này thì ở đây chú đeo vô cái chỉnh to nhỏ hay gì đấy thì nó ở đây, đây đây như này đúng chưa? Đó thì cái này là chú nghe thấy tiếng lớn hơn hơn không? Đó. Đó, lớn hay bé, đúng rồi. Đó. Thì cái đó là để khi mà chú nghe là nói là nó vang ra, chú thổi sáo thì cái tiếng sáo nó sẽ vang xa hơn, đúng không? Thì sẽ người ta sẽ nghe thấy và người ta sẽ có thể tới mua ủng hộ chú nó dễ dàng hơn. Ví dụ như là con đang ở trong nhà, con ở sâu ở trong mà chú đi ngang qua nhưng mà nghe cái tiếng đôi khi con không để ý. Thì với cái này nó sẽ giúp chú, và cái này khi chị sạc này, ở đây nó cũng có đồ sạc này, chị bảo chó luôn ra. Thì này, cái này sạc là cái này sạc cho cái tai nghe ở trên. Còn cái này và có dây này này, cái đây thì là sạc cho cái máy này, sạc cho cái máy. Thì lỗ chui chị gắn rồi đấy, thì đã chỉnh các thứ xong hết rồi. Còn trong trường hợp không thích xài cái dây này, cái này đây đây bây giờ gắn luôn nhé. Cái này giống như cái sạc điện thoại. Đây cái này để sạc cái tai phone, còn cái này để sạc cái máy đó. Còn cái này khi nào mà không thích xài cái đó thì xài cái này là gắn dây vào. Gắn dây thì gắn cái mic đây này, gắn vào cái chỗ mic này này. Đó, đó. Đó thì đấy là cái bộ đấy để chị biết để cho. Cái này là sử dụng công tác của này, mình gắn vô cái mic vô này. Đấy chị hướng dẫn chú xem như thế nào đấy để cho chú biết cách chú xài. Có dễ hướng dẫn nè. Ấm này chữ không, tiểu mà, tạo không mà dễ lắm, đâu cần dễ hướng dẫn đâu. Đó thì chị coi xem là ổn chưa, ok chưa? Rồi, biết rồi. Anh nói là em biết rồi. Đó giống là như ba muốn thổi sáo cho âm vang á, đi cái này sạc sạc cái này sạc cái đang 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 đeo đúng rồi. Dạ giống như ba muốn thổi sáo thì âm vang sáo của ba nó dán động ra chỗ xa. Còn cái đây sạc cái này hả? Đúng rồi, sạc cái đó. Rồi rồi rồi.
À, nhớ rồi. Ờ, cái này ba muốn ghim vô trong cái một cái là một cái thì không phải là một cái là không phải bluetooth, cái này thì không cần dây thì nó nhẹ hơn. Đúng rồi. Đấy. Còn cái này nó có cái lỗ cái lỗ nó sạc trên đây nè. Đây chị gắn rồi, đây sạc thì như cái đấy là cái gắn lỗ tròn bên đây nè. Đây này, đây đúng rồi, chính xác. Đây lỗ tròn bên đây nè. Lỗ tròn. Đó đó. Đó đó. Cái vô này. Đúng rồi. Nhưng cái này sợi này. Đúng rồi. Đây thì cái lỗ đấy đó trên này này, đây này. Đây này, trên bên này, bên hông này. Trên đây. Nè, nó chở giống như đó. Đó. Đúng rồi, chính xác. Đấy, gắn vô đấy. Đó. Cái lỗ này ấy, lỗ này là gắn cái mic vào, cái mic này để tay nghe. Không, cái này để nghe đài. Còn cái này thì gắn cái mic line là gắn vào để nói giống như đây này. Ờ, cái đấy là nó có dây, một cái có dây. Đó, cắm như Samsung ba sạc ba ghim vô vậy nè. Dưới đây nè, không vô thì quay ngược chiều lại. Đó, đó, thế xong là cắm điện vô thì khi sạc là sạc hai cái đồng thời. À. Vì để cho ví dụ sợ là cái này nó hết pin sớm ở nó đều với nhau cho nó đều xài với nhau cho đều. Cứ sạc khi nào thấy nó đèn xanh rồi cái kia nó xanh là ok. Đó. À, nó có đèn hả? Nó có đèn báo. Đâu có đèn. Thì thường là ví dụ từ tối về chú. Nhưng mà thường thường này là người ta nói là sạc 4 tiếng. Ừ thì em đã sạc 4 tiếng rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì nếu cứ xài xài hết để sạc thì cứ mỗi lần hôm chú bán thì chú. Nó đầy lên đèn xanh. Ờ nó đầy lên này. Thì cứ chú bán về thì chị lại sạc cho chú tiếp. À. Thế thì xong rồi chú, đấy là cái món quà thứ nhất. Đó, đấy là đứa con rơi á. Đứa con rơi ở Mỹ. À, thì bây giờ đấy chú có nhắn nhủ gì đứa con rơi đó không? Có bao giờ cũng cho gửi lời cảm ơn người đó nghe. À rồi. Đó, cái công tắc là ba gạt quanh đây này nghe là nó tắt. Cái công tắc nó nằm đây nè. Đó. Đó. Cái công tắc nó cới bên đây nè. Gạt lên gạt xuống. Đó không phải đâu, bên hông á. Ờ, bên hông đây nè có công tắc đó. Ở đây là đó gạt lên gạt xuống. Đó ba. Rồi. Thì bây giờ xong rồi chú có thể đây là chú thử coi chú thử thổi sẽ là ở vặt lớn nhỏ. Còn này cái đây tắt mở. Còn cái này à con chị ba cho cái này là vặn lớn nè. Còn này mở lên nè. Cái này là tắt nè. Cái không, cái này vặn âm ly, vặn lớn ở lên, lớn nhỏ. Lớn nhỏ. Còn cái này ba vặn lên cho nó có micro hát nè. Anten để nó. Để nếu mà để chú để cái máy này ở xa thì chú cho anten để nó bắt sóng cho tốt. Giống như cái này ví dụ cái mic chú để cách xa cái này chừng khoảng 5-10 mét gì đó. Ba đeo vô ba hát ba đàn ba hát cũng được. Đó. Thì bây giờ đấy chú xem chú hát thử một bài rồi chú thổi sáo một bài. Đó. Xong rồi sẽ còn một cái món quà thứ hai. Đó để coi là con ghi hình cái clip này trước để coi là cảm ơn cái đứa con rơi đã. Xong này còn một cái món quà của một cái người khác nữa. Đó. Cái này có dây là ghim vô trong cái máy. Ờ. Lọc gió, lọc âm. Lọc cái âm vô. Rồi. Cái đó thì bẻ tới bẻ lui được. Sáu là chú có mấy cây? Sáu thì đi theo thì đem có một cây. Đi thì đem một cây. Mà, đi bán thì mang 4-5 cây vậy, bán ví dụ bớt rồi. Bán còn 2 cây à? À cũng mang ai mua thì bán. À, ai mua đó là bán. Dạ. Nói thì mua lắm. Dạ. Thì khó chơi. Và cái này khó chơi mà. Giờ chú chơi bài gì? Có tình cha không? Đây đây, có cha. Quẩy nữa. Bây giờ thổi bài tình cha ha. Vâng, coi tình cha là tặng đứa con rơi đúng không? Tặng cho cái người đó. À.
Có ba trần cha. À rồi, cảm ơn chú, nghe rất là mùi á. Dạ. Cho nên giúp cái âm thanh trong ra. Thì chú thấy được không? Chú có thích cái món quà này không? Có rồi, hồi đi cũng đi bán cũng hồi trước giờ đâu dùng tới nó. Nhưng mà bây giờ có thì để đó, để khi nào cần dùng thì dùng. Thì mang đi theo có được không? Được chứ. Nếu mang theo cũng được nữa. Thì chú mang đi theo đi. Để coi lại. Cái trong này ở đấy có cái phiếu bảo hành đó thì họ cho xài, mình cứ xài thoải mái chừng một tuần. Có trục trặc gì mang ra họ đổi cho cái mới. Vậy hả? Dạ dạ. Thì chú cứ mang theo. Dạ dạ. Cái gì đi bán này cần gọn gọn gàng đó, nó tốt hơn. Cái này rất là gọn, chú mang cái này rất là gọn, cái này nhỏ lắm. Đây chú cầm thử này, đấy chú thấy. Thấy rồi. Đó. Này cầm. Vâng. Cái này nó nhỏ, nó chừng khoảng nó chắc nó nặng chừng bằng hai bó nhang thôi. Chừng cỡ đó hả? Vâng, chắc nó chỉ cỡ bằng hai bó. Có cái là cái chuyện mà đem đi theo thì cũng phải coi lại nè. Vâng. Chứ còn nó nhẹ chứ không nặng. Dạ. Nhưng mà đem theo phải coi lại đã. Dạ vâng, thì chú cứ coi xem như thế nào nó tiện để là giúp cho chú thêm trong cái công việc. Rồi. Và thế mấy ngày qua thì chú buôn bán nào, mưa gió thì đi sao? Cũng bình thường thôi, vậy thôi. Dạ. Mưa nhỏ thì bận áo rồi đi. Bán còn nếu như lớn quá thì kiếm chỗ nút lại. Trước khi đi mà mưa lớn mà thì nhắn không ngừng thì ở nhà. Dạ. Còn đang đi bán dọc đường thì gặp mưa lớn thì cứ kiếm chỗ nút. Nhỏ nhỏ thì mình bận áo. Dạ. Vậy thôi. Đó là từ trước giờ bán đi bán là vậy không à? Dạ. Cũng như đó thôi. Dạ. Đi xa đi đâu vậy, đi xa quá thì ở lại thì mang theo tấm nhựa với cái mưa. Dạ. Vậy đó. Còn nếu mà ngủ lại thì chạy tấm nhựa ra ngủ. Có khi ngủ lại luôn. Đi xa phải ngủ lại đâu về kịp. Đi như mấy miệt Vũng Tàu và rỉa rồi đi xuống miền Tây Mỹ Tho kia gian rồi đâu có giờ kịp. Dạ. Để ngủ lại. Dạ. Ở trước đi xa lắm. Dạ. Ở trước 6 giờ sáng là đi mà dạ, mất dạ. Rồi. Bây giờ 4 giờ chiều mới đi, hồi trước 6 giờ sáng đi rồi. Dạ. Đi miền. Dạ. Mấy miệt miền Đông là đi tới Long Khánh Biên Hòa. Dạ. Còn nếu mà đi ra nữa thì đi tới Bình Thuận à. Dạ. Bình Thuận là đi hết rồi ra Đà Lạt. Dạ. Bảo Lộc là Di Linh. Dạ. Đức Trọng là đi hết đó, mấy chỗ đó đi hết đó. Dạ. Hồi trước là đi hết đó. Dạ. Đi ra ngoài đó mang cỡ chừng 300 ngàn hả? Dạ. Ừ. 300 ngàn với cái mưa với cái tấm nhựa thôi. Còn đi xuống miền Tây thì đi tới Hà Tiên. Dạ. Hà Tiên với Châu Đốc là hết rồi. Dạ. Chỉ có một lần là đi qua Campuchia thôi. Ồ, qua cả Campuchia bán luôn. Qua bệnh luôn. Trời ơi. Hồi bên bán 10 ngày. Vâng. Giờ thấy so với thời gian với lại cái thu đạt được đó, nó không... Không có hiệu quả đúng không? Không có hiệu quả, nó lỗ công mình thôi, không đi nữa. Đi lần. Vâng. Đi đâu cũng như đó, cũng như nhang vậy thôi, rồi cái tấm nhựa chứ mưa thôi. Dạ. Không có, không đem quần áo theo. Dạ. Giờ hay là đi lần thì giờ hay thôi. Dạ. Đó là nói cái thời kỳ từ lúc bắt đầu đi bán đó nha nè. Dạ. Hồi trước đi buôn thì tàu lửa mà. Dạ. Đi buôn tàu lửa không? Đi tàu lửa không đi xe kia. Dạ. Từ giờ nói cái gì mà hát á. Dạ. Thì cái ít khi hát lắm. Dạ. Thành ra nếu mà nói hát thì phải chuẩn bị trước. Thôi chú cứ thổi sáo là được rồi. Chú cứ thấy bài nào hay thì chú tặng con, rồi tặng những cái người hâm mộ chú. Thế thì bây giờ tạm thời con sẽ kết thúc cái video clip này để quay clip thứ hai nhá. Để lại một cái người khác nhá. Rồi.
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để coi clip kế tiếp của Tuấn Dương nói chuyện với chú Châu nhé. Rồi.